Chào các em khối 9 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay chúng ta cùng nhau học bài 11 tạo các hiệu ứng động. Trong bài này cô quy ước những chữ nào cô viết màu đỏ và màu xanh các em mới viết bài, còn lại những màu khác thì em không viết. Ví dụ màu đen, màu vàng, màu tím, vân vân là không viết, chỉ có viết bài màu đỏ và màu xanh. Chúng ta cùng nhau ôm lại bài cũ. Chúng ta sẽ làm gì để thêm hình ảnh vào trang chiếu? Làm thế nào để chèn hình ảnh vào trang chiếu? Em có thể thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh không? Em có thể sao chép và di chuyển trang chiếu không? Để trả lời những câu hỏi này, em xem lại bài 10 sách giáo khoa trang 88. Còn bây giờ, em bước vào bài 11, tạo các hiệu ứng động. Thế nào là hiệu ứng động? Em quan sát kỹ chữ xin chào. Đây là những hiệu ứng động. Làm cách nào làm được nè? Mời em vào số 1, hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu. Bước 1, chọn đối tượng trên trang chiếu cần áp dụng hiệu ứng động. Bước 2, mở giải lệnh animation. Bước 3, nháy chọn hiệu ứng động thích hợp trong nhóm animation. Lưu ý, nhấn nút More để lựa chọn các hiệu ứng động khác nhé. Số 2, hiệu ứng chuyển trang chiếu. 1. Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng. 2. Mở giải lệnh Transition và chọn kiểu hiệu ứng chuyển trang chiếu trong nhóm Transition to Display. 3. Nhấn Apply to All. Ở trong đây có Duration, thiết lập thời gian thực hiện hiệu ứng. On Mouse Click, nháy chuột thì trang chiếu mới sẽ xuất hiện. After, sau thời gian thì tự động sẽ chuyển trang chiếu. Em thử những cái lệnh này nhé. Số 3, sử dụng các hiệu ứng động. Này giúp cho việc trình bày trở nên hấp dẫn và sinh động hơn. Số 4, một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu. Thứ nhất là xây dựng bài trình chiếu và chọn nội dung thích hợp. Số 2, nội dung mỗi trang chiếu chỉ nên tập trung một ý chính thôi. Số 3, nội dung cần cô đọng. Số 4 là màu nền, khung văn bản sử dụng thống nhất. Về củng cố, em hãy trả lời cho cô câu hỏi hiệu ứng động trong bài trình chiếu là gì? Có mấy loại hiệu ứng động? Dặn dò. Nhất là em phải học bài, chuẩn bị bài thực hành 8, và quan trọng là phải chuẩn bị bài trình chiếu giới thiệu các thắng cảnh quê hương. Nhớ và chuẩn bị nha, bằng cách là em lên mạng em lấy các thắng cảnh quê hương. Chúng ta kết thúc rồi.